em có một nhược điểm rất là lớn, đó là mù đường. Tới vòng xoay là em phải xoay 3 vòng rồi em mới qua được cái vòng xoay. Em không thích phụ nữ mang giày búp bê. Toàn ơi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời, mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi quay hình ngày hôm nay. Chào bạn nam bên kia bức rèm ạ. Em tên là Mỹ Phương, em sinh năm 1988, sinh ra tại Tiền Giang. Hiện đang em sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên văn phòng tại một công ty điện máy tại quận Nhất ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Hoàng Nam, năm nay 35 tuổi, em ở Trà Vinh. Hiện em làm nhân sự tại phòng khám đa khoa. Em có một công việc làm thêm buổi tối là về chuyên ngành bên y luôn ạ. Mà em làm gì trong phòng khám đó? Dạ em làm hộ lý ghi kết quả cho lại bác sĩ siêu âm ạ. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình đi, những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em rất là vui vẻ và em khéo tay, tỉ mỉ. Với lại em biết quan tâm chăm sóc mọi người. Em nấu ăn, thiêu thùa, ma giá em đều giỏi. Em ăn nhiều lắm. Nhìn em nhỏ nhỏ vậy thôi chứ em ăn thần sầu luôn á. Thần sầu ăn nhiều là nhiều cỡ sao? Trong lúc mà em đang bệnh á, em có thể ăn được một tô cháo, một ly sữa và một hai chén cơm nữa. Còn lúc mà mạnh? Lúc mạnh thì em ăn cũng vậy nhưng mà em ăn nhiều cỡ. Dạ. Về điểm yếu của em á, thì ưu điểm của em nó đều gắn liền với nhược điểm của em. Thí dụ em ăn nhiều thì em ăn hơi chậm. Em cầu toàn, em tỉ mỉ thì thành ra em hơi khó tính. Dạ. Với lại em có một nhược điểm rất là lớn, đó là mù đường. Cứ một chỗ đó em có thể đi được 3-4 lần em mới có thể nhớ được đường đi. Hoặc là tới vòng xoay là em phải xoay 3 vòng rồi em mới qua được cái vòng xoay đó. Ví dụ mà tới vòng xoay xoay 3 lần mới lạ đó. Xoay xong hết biết đường đi luôn á. Dạ. Rồi, bạn nam giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi bạn. Ưu điểm của em thì là không nhậu, không hút thuốc, biết quan tâm tới mọi người xung quanh và gia đình. Còn nhược điểm của em thì là nóng tính và khó tính. Trời ơi, dạ. Chết á. Cái nóng tính thì là khi mà bất bình một cái gì đó là em nói liền, không có đợi, giống như là đợi hạ xuống rồi hãy nói. Còn khó tính thì là cái khó tính ở trong công việc thôi. Chắc là do em cầu toàn trong công việc nên là khi mà công việc nó không cho chảy thì em lại hơi khó tính. Cái đó không sao, trong công việc phải khó tính rồi. Cái mặt của em nó hơi bị ngầu ngầu nên là chắc là mấy em điều dưỡng thì hơi sợ em. Em có tật xấu gì không? Em thì ngủ ngáy hơi to. Em khó ngủ lắm anh ơi. Rồi, người khó ngủ người nay ngáy. Vậy là khi nào mà vợ ngủ rồi mình mới được ngủ nha bạn. Dạ. Bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng của em thì chỉ cao 1m55. Tóc dài, không xăm mình hay là tất cả các gì xăm á. Móng tay không sơn lè loẹt. Em không thích phụ nữ mang giày búp bê. Trời ơi. Cái chuyện đó của người ta đó. Tại vì em thấy nó lẹt bẹt sao á. Nên em chỉ thích phụ nữ mang giày cao gót hoặc là sandal gì đó nó. Hiểu cao cái mức độ khó tính của ổng rồi đó. Cái này khó quá. Phụ nữ người ta phải làm duyên làm dáng, phải sơn móng tay ơi. Rồi phải mang giày búp bê cho nó dễ thương chứ. Tự nhiên không thích là sao? Ê, vậy chắc ông này ổng lùn lắm nè. Ông thích phụ nữ có 1m55 mà ổng. Anh ơi, anh cao nhiêu vậy anh? Anh hả, 1m69. Được không em? Dạ cũng được, xém xém được rồi. Em thích mẫu người bạn trai thì sao? Hy vọng là em sẽ gặp được mẫu người bạn trai cao từ 1m7. Bạn 1m69 thì cũng được rồi. Gương mặt thì sáng sủa ưa nhìn, em không cần đẹp trai quá. Nước da em thì thuộc dạng ngâm nên em hy vọng là gặp bạn nước da sáng sáng xíu để nồi giống tương lai của em được cải thiện. Giống không? Giống không? Hả? Giống nhắm được như phần trăm. Anh nói giống chút chút à. Và về tính cách thì em hy vọng là bạn trai phải biết yêu thương người già và trẻ nhỏ. Hai cái đối tượng này là hai cái đối tượng mà em rất là yêu thương. Nhưng mà cũng phải răn đe chút xíu để sau này có con thì ảnh còn dạy con. Chứ không thôi em hiền quá, không dạy được. Cô này cô nghĩ sâu xa dễ sợ. Không, cái ý tưởng của em cũng lạ lắm á. Bạn nam thấy ổn như mình không? Dạ, cái đó thì em đủ khả năng ạ. Có điểm nào em có không thích người bạn trai không? Dạ, điểm em không thích bạn trai á là... Dạ chào anh Quỳnh Linh, hỏi anh Linh anh nghe luôn đi. Đồng hương đúng rồi. Dạ, thì em không thích bạn trai á là vũ phu quá. Phụ nữ là phái yếu mà mình cần phải được bảo vệ. Đúng rồi, chỉ có phụ nữ đánh mình thôi. Không được lăng nhăng, với lại đừng có ở dơ quá. Kiểm tra xíu. Nãy giờ bệnh có mùi gì không anh Linh? Trời ơi, tôi nói tay chân dài cả thước luôn rồi, móng tay dài tôi nói. Chết rồi.
Thế nào là ở dơ? Giống như là mấy ngày không tắm hoặc là nhà cửa bề bộn, tóc tai đồ sùm, tai đồ dài dài đất đất. Còn về tóc tai thì sao cũng được, có hối thì cũng càng tốt, em thích hối đầu hối. Trời ơi. Tôi khoái cái vụ này nhất nè. Từ hồi xưa giờ lần đầu tiên có cô gái thích người hói. Dạ, đầu hói trắng cao nhìn thông minh lắm chị. Cũng hơi hói chút. Bụng bự thì tướng càng sang. Ồ, lần đầu tiên có cô gái đặc biệt nhỉ. Rồi, ổn ấy. Vậy nãy giờ em nghe tiếng em đoán thử bạn trai bên kia sao? Bạn em nghĩ là ảnh cao cao, cái tầm người không ốm quá sẽ vừa người. Giọng nói ấm như thế này thì cái gương mặt chắc là vuông vuông chứ không có thỏn lắm. Để coi thử có đúng không nha. Dạ chào chị. Ồ, đàn ông bụng bự là sang luôn nha. Trời, bạn này rung quá vậy. Sao rung quá vậy, bắt tay cái em rung, dạ. Mặt mày xanh lè nãy giờ rung đó. Quá. Bên này dễ tính lắm. Cái tánh tình nó hơi khó chịu xíu thôi. Nhưng mà nãy giờ nói ra là tiêu chuẩn rất là dễ luôn. Hói cũng được, bụng bự càng sang. Về ngoại hình là chị thấy là đủ tiêu chuẩn. Với lại chị ơi, chị Tường ơi, chị nhìn giùm em xem là ảnh có mài râu nhẵn nhụi quá không chị? Tại vì em học truyền kiều quá, em thấy mài râu nhẵn nhụi giống mã giống xinh dê dê. Là em không thích phải không? Dạ. Chà, không biết bữa nay đi như cạo sạch hết trơn, thấy nhẵn nhụi không có một miếng nào hết trơn. Để chị coi có cái lỗ chân lông không nha. Dạ. Trời ơi, đi coi rễ mà rào vô vậy đó. Coi coi. Cắm rờ vào hiện vật. Trời có râu không? Ta đi coi rễ mà rờ rờ. Bây giờ chị hỏi ngắm nha. Ngắm thôi được rồi. Nãy giờ ngắm ngắm đoán thử bạn bên kia sao? Chắc cũng được 90% như ý thích của em. Ồ, vậy hả? Giờ lấy nhau về hai chồng ở đâu? Ở chung với ba mẹ. Chị vậy là làm dâu đúng không? Dạ. Em vậy em hỏi chuyện gì làm dâu luôn cái đã. Làm dâu được không em? Thì nếu mà không có điều kiện thì ở làm dâu cũng tốt. Thì sau này có gì có cháu thì bà nội giữ giùm. Trời ơi. Tính trước rồi ha. Thôi, bây giờ mình gặp ý kiến người thân đi. Tình hình đó. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, trong team đồng nghiệp với em, mấy anh chị đây là tiếp xúc với em nhiều lắm. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay ạ. Bạn chị? Nam thì rất là hiền. Dạ. Tình bạn Mỹ Phương tuy hơi gầy gầy nhưng mà bạn Mỹ Phương ăn rất là nhiều. Thì bạn ấy, bạn có nuôi nổi không? Cái đó thì mình nghĩ chắc là mình đủ khả năng để nuôi. Bạn nói là bạn khó tính lắm. Thì Mỹ Phương ăn nhiều mà ăn chậm nữa thì bạn có chờ đợi được không? Tại vì thì bây giờ nếu như mà bạn đó là còn độc thân thì có thể là sẽ là ăn chậm. Nhưng nãy nghe bạn đó nói là bạn rất thích là giống như là chăm sóc trẻ con và người già. Thì mình nghĩ là bạn ấy sẽ quan tâm tới con mình nhiều hơn. Thì lúc đó bạn ấy sẽ cải thiện được cái vấn đề mà ăn chậm. Đúng rồi. Hay quá. Rất hay. Xuất sắc. Nam mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với anh họ của em á. Chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Anh thấy bạn nữ này là cũng xinh xắn, dễ thương, chung hiền lành, hợp với em á. Chung mong là hai em hãy cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn anh họ nha. Bây giờ quan trọng là hai người thôi. Rồi, chúng ta kéo màn cũng bị kéo màn. Nào, mời hai bạn tự nhận xét và tự cảm nhận. Chào anh. Dạ, em chào anh ạ. Chà, cái bụng này cũng bự dữ lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh đây. Dạ, cái này là tự tay em làm khoảng 15 phút. Đây là hộp đựng bút, còn đây là giấy nốt và đây là khung ảnh. Rồi. Dạ. Anh có tâm hồn ăn uống không ạ? Em có tâm hồn ăn uống dữ lắm. Anh cũng thích đi ăn lắm á. Mà dạ, ăn những cái quán cóc là anh đi rất là nhiều luôn á. Em nhìn ảnh vậy sao nghĩ không có tâm hồn ăn uống? Dạ không anh. Ở trên Facebook á, em thấy có một cái câu thoại á, là trên thế giới này có hai loại người. Một loại người ăn hoài mà không mập là em. Một loại người chỉ cần hít không khí thôi cũng mập luôn á. Là anh. Là anh. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Em rất là đẹp, dễ thương. Cảm ơn anh. Có thể là em sẽ hơn hơn cái mẫu hình của anh suy nghĩ. Nên là anh nghĩ là anh cũng sẽ mong em cho anh một cơ hội. Rồi, chúng ta tay vào nút bấm. Qua 2 phút trò chuyện, chắc các bạn cũng đã cảm nhận về tất cả những cái điều mà các bạn mong muốn. Quyền quyết định là của các bạn. Điều này hết sức là quan trọng và thiêng liêng nha các bạn nha. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Thank you.
Wow. Anh lo quá, sao bạn nữ bấm chậm vậy nha? Dạ thú thật á, thì tim của em nó chưa có lỗi nhịp lắm, nhưng mà em muốn cho nhau cơ hội. Dạ em muốn cho ba mẹ em cơ hội để sắp có rể. Những cái giây cuối cùng á, thật sự là hồi hộp. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin mừng cho chúng tôi nhé. Hãy nắm tay, nắm tay nhau để chúng ta kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bạn trai rất là rung. Rung lắm. Sao lạnh chứ thế? Dạ tại thân nhiệt em nó thấp lắm anh ơi. Hôn, nụ hôn đầu tiên. Dạ cái phần này cho em được có ý kiến ạ. Tại vì ba em nói muốn hôn thì về đây xin phép ba nghe hôn. Nên mình hẹn dịp đó nha anh. Bây giờ em trai xin ba tương lai đi. Bác ơi, khi mà Phương cho con cơ hội thì con hứa là sẽ chăm sóc Phương và quan tâm tới gia đình của mình. Con xin phép bác là cho con được hôn Phương. Quá dễ thương. Không lý do nhờ bác coi tivi bác không đồng ý hết trơn á. Bác cho rồi đó. Bác đồng ý con. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng hai bạn. Đẹp đôi đấy. Rồi dắt tay cho bạn gái đi. Mình giới thiệu một xíu về bản thân mình. Hơi dữ. Hơi hung dữ. Rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Nhã nhặn chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Hy vọng rằng họ sẽ cưới nhau sớm đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh. Mời bạn nữ. Tường. Rồi, bây giờ bắt đầu mình giới thiệu về lý lịch của mình đi ha. Lớn lên cho bạn bên kia nghe nha. Dạ, mình tên là Đỗ Văn Tướng, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm về kinh doanh quảng cáo in ấn và thiết kế. Làm tướng hả? Ba em đặt thế. 30 tuổi. Dạ, 30 tuổi. Quê ở đâu tướng? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi gì. Mà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng gia đình được trên 10 năm. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bên kia bức màn. Em tên là Bích Tuyền, em 29 tuổi, đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Quê em là ở Bình Dương. Mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi. Hơi dữ. Wow. Hơi hung dữ. Nhưng mà bị cái là lại rất là hay nhạy cảm. Ví dụ như em cãi không được là em khóc nhè. Tháo bát, nấu ăn ngon. Với lại em ăn hoài không mập. Cho nên là em nghĩ là cái anh đó là phải cố gắng nhiều để nuôi em mập. Được không? Nói với bạn ấy đi. Dạ sẽ cố gắng. Cố gắng. Cố gắng nè ha. 30 tuổi rồi mà ngồi ở vị trí này, tức là đang ế, thì nhiều người lại không tin, đúng không? Dạ. Với hình dáng của bạn, với công việc của bạn ổn định như vậy, tại sao mình không tìm được người bạn gái ở ngay cơ quan mình làm việc chẳng hạn? Lúc trước thì năm 25 tuổi mình như một đứa con nít vậy đó. Thì khi gặp người phụ nữ thì mình chưa cảm thấy yêu. Đôi lúc công việc cuốn hút mình hơn nhiều. Bạn làm việc quá không có thời gian đi tìm một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ, tại vì cơ hội đi tìm nó ít lắm. Rồi, đây là cơ hội, cố gắng lên nha. Tình trường của em thì sao nè? Dạ thì em cũng trải qua được hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 là cũng rung động đầu đời. Rồi một mối tình khi đi làm cũng đã chia tay cũng được hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Dạ thì do cái anh bạn đó cũng không có thật lòng á, và không có chung thủy, cho nên em chọn ra đi. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì bạn đó phải cao to, 1m7 trở lên, thì để em có cảm giác là em sẽ được bảo bọc che chở và có thể dựa dẫm vào anh ấy. Về tính cách á cần khoảng 4 chữ T: thông minh, tinh tế, tháo vát và thật lòng. Dạ, còn và tránh tứ đổ tường đó là cờ bạc, gái gú, rượu chè và hút chích. Có bác sĩ chích cho ảnh thì được, chứ ảnh đừng có tự chích. Tướng thấy tình hình có ổn định không? Dạ ổn. Được không? Tứ đổ tường có không? Dạ, em sẽ tránh xa những cái đó vì một cái mục đích cao cả hơn. Vậy là anh đã từng có ha? Tức nghĩa là thời tuổi trẻ là mình đã từng trải qua những cái gì mà hiếu kỳ. Trời ơi, giờ cũng trẻ, anh nói gì tuổi trẻ sẽ nghe sợ ghê luôn vậy đó mình... Giờ cũng trẻ. Mình đã trải qua rồi thì mình tránh đi, không bao giờ lặp lại được. Cho nên cái điều đó em thấy cái đó là điểm mạnh, mình thấy mình mừng cho mình.
Vậy là anh là không hút thuốc luôn phải không? À, anh không hút thuốc, rượu bia thì anh không, chỉ có làm hai lon thôi. Được không em? Dạ được. Còn cái tiêu chuẩn 4T anh được nhiêu phần trăm? À, nếu như mình chê mình thì không được, nhưng mà nếu như mình khang thì khoảng 90% đi. À, tùy theo vào cách mỗi người nhìn nhận nữa. À, rồi trong mọi tình huống nữa, nhưng mà mình cảm thấy mình chịu khó làm, mình hiểu cái đối phương nói gì và mình chia sẻ được thì mình nghĩ chắc chắn mình cũng được một phần khá tốt. Anh hiểu 80% đó. Rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Biết một chút nấu ăn, một chút về chăm lo gia đình, một chút thôi chứ còn em cũng không đòi hỏi lắm. Tại vì chia sẻ lẫn nhau thì tốt hơn. Rồi nói chuyện nói chung là chuẩn. Không phải chuẩn gì nhưng mà không có tào lao xí đế vậy đó. Nãy giờ bạn thấy bên kia nói chuyện sao? Có tào lao xí đế không? Mình cảm nhận là chưa. Chưa nhưng mà không biết có bộc lộ không. Rồi để hồi nói nha. Trời đất ơi. Anh thôi, hình thể thế nào? Hình thể là 1m55 trở lên. Đừng cao quá. Dạ em có 53 à. Mà em mang guốc cỡ một tấc nữa là chắc 63 rồi đó anh. Nhưng mà nhìn sao sẽ được là được rồi. Còn gì nữa không anh? Cũng tâm lý một xíu, nhã nhặn. Chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Tay chân nhanh hơn não? Là tức nghĩa là khi mình nói ra những gì lát nữa mình suy nghĩ lại thì mình thấy mình sai. À, cho nên là trước nó sai, nó lại, tính... có gì đâu. Nó lại thì nó lộn. À, hết chưa anh? Dạ cũng đã đỡ rồi. Nè ha. Để xem nào. Dạ chào em, chào anh Nguyễn Linh. À, nãy giờ em nghe bên đàn trai nói như vậy, em thấy cảm nhận anh này là một người như thế nào? Dạ em nghĩ là anh đó là hơi khó tính. Em có sợ người chồng mình kỹ tính hay không? Em thì cũng vốn kỹ tính rồi, nhưng mà ngày xưa em đi xem bói á, thì thầy bói nói là em phải lấy người chồng kỹ hơn em, là em cũng hơi hoảng cái chuyện đó rồi. Vậy đây đúng rồi đó. Dạ chắc là tới rồi đó anh. Tới rồi đó hả? Dạ. Em có thích người chồng mình là đẹp trai không? Em nghĩ là bề ngoài sáng sủa là được rồi, không hô không hối. Dạ không, tại vì bình thường á người ta nói là em là cũng trán hơi cao, là cũng hơi ương ngạnh rồi, mà em nghĩ mà kiếm một cái người hối nữa mà chắc là về đẻ con chắc nó dồ dữ lắm, cho nên em nghĩ là nói chung bình cộng là được rồi anh. Hôm nay cũng hồ dữ lắm, hối dữ lắm luôn. Tứ đổ tường, lăng nhăng hô hối. Dạ chị. Rồi chào anh. Trời mặt vậy mà sao nói chuyện nghe khó quá, em sợ luôn á trời. Cười rất tươi, đều hô, hơi hói hô thôi. Hô quá trời hô vậy sao được. Mà sao khó dữ vậy anh? Gia đình mình có kỹ tính lắm không? Dạ không, gia đình em không kỹ tính bằng em. Chuyện hôn nhân là phần sự cả đời. Đôi lúc mình kỹ tính một xíu nhưng mà sau này mình không có bị lỡ, bị hố. À, người ta nói là người vợ mình cưới về là mình phải yêu thương, chứ không phải là hôm nay thấy thích cưới là cưới. Đúng rồi. Nên mình phải chia ly xíu. À. Để sau này mình còn từ hâu nữa. Được. Trong tài cái nào. Rồi. Chứ tự nhiên mình thích cái mình cưới về xong mai mình không thích nữa. Đúng rồi. Lắm. Phải tìm hiểu cho nó kỹ. Mình không phải là người thích thay áo. Đúng rồi. Cho nên á, mình tính chia ly xíu để sau này những cái tật xấu mình có thể bỏ qua được. Đúng rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh có cụ thể có giống ai không? Điềm đạm như Nhã Phương thì mình có. Ủa Nhã Phương điềm đạm lắm hả anh? Cái đó em hỏi Trường Giang á. Vậy sau này tiền bạc kinh tế trong gia đình nếu lấy nhau thì ai sẽ là người quản lý? Cái chuyện đó là chuyện hai bên. Em có thể giữ được, anh tin tưởng em sẽ giao hết cho em. Ừ. Em thích cho em cho. Đó là anh gì đã tin thích tưởng. À, cho ai cho thì tiền hai vợ chồng phải xây dựng hạnh phúc chứ. Thì mình đã tin tưởng rồi. Giờ mình cho người nhà không cho ai đâu sợ. Cho người nhà rồi mình đã tin tưởng rồi thì em cứ cho. Nhưng mà em cho với mức độ vừa phải, cái hành động em cho thôi. Thôi cặp này lát để tự nói chuyện với nhau đi, mệt quá. Em gái đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với chị cấp trên và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn trong trường quay. Nói về Tuyền á thì nếu mà chưa có hiểu á, có thể thấy là bạn hơi khó, nhưng mà khi mà đã hiểu rồi á thì bạn cũng rất là tình cảm, sống vì gia đình nhiều. Thì bạn nam bên đây cũng khá là điềm đạm, là một người kỹ tính. À, có thể hợp với lại là Tuyền. Rồi cảm ơn chị. Bạn đi với ai bạn Tướng? Dạ hôm nay em đi với anh Bắc và em gái. Em gái trước đi ha. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Thì anh của em á, thì em biết là anh nói chung là không có hút thuốc nè, rượu chè cờ bạc thì cũng không có luôn. Rất là có trách nhiệm với bản thân của mình, nên anh khó tính như vậy thì em nghĩ là rất là tốt. Chị bên đây rất là dễ thương, mặc đồ rất là đẹp. Cảm ơn em. Thì nếu mà hôm nay hai người đã có duyên gặp nhau á thì biết đâu sẽ có duyên vợ chồng. Rồi cảm ơn em.
Rồi, thời khắc quan trọng đã đến cho cặp khó này gặp nhau. Kéo màn. Chúng ta có 2 phút để gặp gỡ, trò chuyện. Rồi, mời các bạn. Rồi, các bạn cứ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình đi. Dạ, anh đang ở khu vực nào anh? Bình Tân. Bình Tân gần ở Tư An Sương. Dạ, em thì quận 8, cũng cách Bình Tân không xa. Ví dụ như tại vì anh thích là cái bạn nào điềm đạm rồi giống Nhã Phương. Rồi mà em thì lâu lâu cũng hay lôi nhôi, mà bây giờ em cũng hay giỡn, mà có khi giỡn quá mức á thì lúc đó anh có chịu chấp nhận không? Anh sợ em giận thôi. Dạ. Chứ còn em thích giận kiểu gì cũng được. Anh không phải là tính chi li kỹ lưỡng, nhưng mà mình sống mình lớn cho nên là khi cái hành động của mình nó ra thì nó nên hợp nhau hơn, hiểu nhau là chính. Thường thì ví dụ như anh giận thì anh giận trong bao lâu? Anh giận nhanh lắm, bởi vì cái giận nó chả được gì cả. Dạ. Nó không có mang lại kinh tế gì cả mà mang lại phiền não cho anh thôi. Dạ. Cho nên là anh nói với em rút kinh nghiệm, sau này em đừng làm như thế. Cuộc sống gia đình là trên hết, thì anh cũng nhìn thấy em là một người rất là dễ thương. Dạ. Bạn đồ rất là đẹp, có một cái thu hút. Mình nên cho cơ hội nhau hẹn hò nhiều hơn, rút ngắn lại khoảng cách một xíu để mà anh hiểu em nhiều hơn. Thì em thấy là cũng tim cũng có cảm giác với người đối diện. Anh có thích đi du lịch không anh? Có, du lịch là điểm mạnh của anh. Dạ. Anh rảnh khi nào là anh đi du lịch khi đó. Dạ đúng, em cũng rất thích đi du lịch. Công việc mà có bị stress quá thì em lại thích đi du lịch ngay những cái thời điểm đó. Thì em hy vọng là người đi cùng với em sẽ là người đi suốt cả cuộc đời với em luôn. Em yên tâm, nếu như một ngày nào đó hai ta là của nhau thì em thích đi đâu anh chiều hết đúng không? Chiều hết. Tại vì anh là một người chụp ảnh, anh thích chụp những cảnh đẹp, nhất là chụp những người thân của mình. Chắc bỏ việc đi quá. Em cũng thích chụp ảnh, thường em cũng chưa tìm được cái người nào có thể chụp hình có tâm giống như em, cho nên em rất là hy vọng đó là anh. Dạ. Vậy thì hai ta cùng nhau chụp ảnh. Hai người để tay vào nút bấm đi. Chúng ta đang đến những giây phút hết sức là quan trọng nha các bạn. Bây giờ mình nói chuyện có thể để hiểu nhau hơn. Các bạn đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với những thành viên gia đình, với bạn bè của mình. Cái nhấn nút hết sức là quan trọng. Chúng ta cái nút này nó nhạy quá. Nhưng mà em cũng bấm chưa? Không, em bấm rồi. Thôi, hai mình đi xuống cho rồi chứ hai mình đứng đây làm chi nữa anh? Tình yêu không thể nói trước được, cho dù giông bão nó cứ tới là nó tới, không cần phân tích đúng sai. Đây là một cái cuộc trò chuyện khá căng thẳng nhưng mà kết thúc rất là nhanh. Thôi vậy được rồi. Nắm tay đi hai bạn. À, làm luôn đi chứ đợi nhắc nhở gì nữa. Mình lớn hết rồi ha, quyết định do mình hết. Nãy nói rút ngắn thời gian gì đó, rút luôn đi chứ anh còn muốn gì nữa. Hôn bạn gái cho đi. Tụi trẻ giờ yêu chớp nhoáng quá. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Tới đó xem phim để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn cảm giác những cái giây phút lãng mạn bên nhau. Chúc các bạn hạnh phúc. Yes. Chả thích con trai không? Dạ có chứ. Mình thấy bối rối, là mối tình sâu đậm nhất chắc có một thôi. Rồi sao chia tay? Do khoảng cách với lại do người nhà không chịu cái nghề của em. Chào bạn trai. Dạ, chào chị. Bây giờ ngồi đợi xíu chị Tường ra, mời bạn gái em vô rồi mình bắt đầu trò chuyện nha. Dạ. Tiến lên. Rồi, bên trái ngồi. Rồi, mời hai bạn có thể mở mặt nạ ra. Giờ chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình nè. Mời em trai. Chào chị Tường, chào mọi người. Em là Đỗ Hoàng Vinh, năm 90, nghề nghiệp em làm lái xe. Lái xe? Dạ. Lái xe cơ quan hay là lái xe đường dài? Cơ quan. Là làm chợ hành chính thôi đúng không? Dạ dạ. Thứ bảy chủ nhật nghỉ? Không, làm luôn. Làm luôn? Một ngày chạy từ mấy giờ tới mấy giờ? 8 giờ tiên, 3-4 giờ nghỉ. À, vậy là buổi chiều tối vẫn có thời gian hẹn hò đi chơi đúng không? Dạ. Có đi công tác, đi tỉnh gì không? Dạ không. Rồi, lái xe ở đâu, quận mấy? Ở Bình Chánh. Quê ở đâu? Dạ, quê Kiên Giang. Quê Kiên Giang, lên Sài Gòn sống lâu chưa?
Dạ sống cũng được khoảng 10 năm vậy. 10 năm rồi. Em gái mình tên gì nè, bao nhiêu tuổi nè? Em tên là Nguyễn Thị Thu Hương. Tươi lên, cười tươi lên nè. Nguyễn Thị Thu Hương. Dạ, sinh năm 90 ạ. 90 luôn, hai bạn bằng tuổi ha. Em quê ở Bình Phước, hiện tại đang ở Gò Vấp, làm trưởng phòng marketing bên thời trang. Ồ, hàng chi nhìn fashion quá trời luôn ha. Mình lên Sài Gòn lâu chưa? Dạ, cũng gần 10 năm rồi. Sao hai bên trùng hợp dữ vậy? Cùng sinh năm 90, cùng lên Sài Gòn khoảng 10 năm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh là em vui vẻ, hòa đồng, không tự nập. Làm được việc nhà, nội trợ. Không hút thuốc. Quan tâm, chia sẻ. Điểm yếu? Biết ăn nhậu. Trời ơi. Ăn nhậu dữ không? Dạ cũng tạm chị ơi, cái hơi quá dữ lắm. Thường là ví dụ như chiều tối về là mấy giờ đi nhậu, rồi mấy giờ về ngủ để mai đi làm? Thường thì khoảng 6 giờ đi. Rồi mấy giờ về? Dạ khoảng 9-10 giờ về. Nên nhiêu đó là đủ xỉn rồi đó hả? Dạ được. Uống mấy chai? Dạ tiểu lượng em cũng được khá. Là mấy? Dạ 6-7 chai ạ. 6-7 chai, về ngủ. Nhậu xỉn có đập phá gì không? Dạ không. Mời bạn gái. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh là em là một người đáng tin cậy. Điểm yếu là dễ khóc, thẳng thắn, không khéo ăn nói cho lắm. Không khéo ăn nói mà là dễ khóc nữa. Thường thì em sẽ khóc vào những trường hợp nào, ai làm em khóc? Kiểu giống như là nói động nhẹ gì đó mình cũng khóc à? Buồn cũng khóc, vui cũng khóc, xúc động cũng khóc, tức cũng khóc. Phải không? Dạ. Có khi nào ghen cũng khóc chưa? Cái đó chưa. Chưa. Tình trường của em sao? Em chưa quen ai. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Để chưa. Muốn tin quá à. Làm về thời trang, xinh gái mà không quen ai. Lý do tại sao? Tại vì em hơi nhát xíu. Có ai để ý mình không? Dạ có. Mà mình sợ, mình không dám. Dạ đúng rồi. Rồi em có để ý ai không? Em có thích ai không? Ừ, thích thì mình thích thôi chứ không có dám nói. Từ hồi đi học tới giờ luôn? Dạ. Không có một cái tình cảm nào mà mãnh liệt đến mức là mình phải nói ra? Dạ không ạ. Chưa có một chàng trai nào đủ sức làm em rung động mà để em phải là suy nghĩ có cái nào mất ăn mất ngủ, suy nghĩ về ai đó hay là mình tương tư, mình buồn, mình nhớ thương ai đó chưa? Dạ chưa có. Kỳ vậy. Thường thì bạn bè của em là bạn trai nhiều hay bạn gái nhiều? Bạn trai nhiều ạ. Bạn trai nhiều? Dạ. Không có anh nào rung động với anh nào trong nhóm bạn đó hết? Dạ không. Có khi nào mà mình quý một người bạn gái nào không? Không có quý. Hả? Dạ không có quý ạ. Không luôn? Dạ. Trời ơi. Mà em có nghĩ là em sẽ thích con trai không? Dạ có chứ. Có. Kỳ vậy ta, 29 tuổi mà không rung động một cái lần nào hết. Mình thấy bối rối. Chị cũng bối rối quá. Rồi giờ làm sao đây ta? Cái ca này thôi khó quá. Chắc chắn là mình thích con trai chứ không thích con gái. Dạ. 100%. Xác nhận. Dạ. Tại vì có nhiều người một khoảng thời gian dài người ta mới phát hiện ra giới tính thật của mình. Muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn rồi. Và bây giờ thì em phải có cái rung động với đàn ông thì em mới lấy được chứ. Chuyện này đừng nhát nữa nha. Giờ có chị Tường, nếu mà mình cảm thấy được thì mình mở lòng mình ra mình thử cảm xúc nha. Trời ơi xinh quá trời luôn á mà sao ngộ vậy ta. Còn em, tình trường sao? Nãy giờ hoang mang quá hả? Hoang mang quá. Trải qua hai mối tình chị. Ừ. Là mối tình sâu đậm nhất chắc có một thôi. Ừ. Quen được bao lâu? Chắc khoảng được 2 năm. Rồi sao chia tay, sâu đậm mà chia tay? Do khoảng cách với lại do người nhà không chịu cái nghề của em. À, người nhà cô đó không chịu. Thật ra em tài xế chỉ lái về mỗi ngày chứ em đâu có đi đường dài, nhưng đường mà trường. Người ta có thành kiến với cái nghề tài xế. Em có ngại về người tài xế không? Dạ không ạ. Cũng được đúng không? Với lại giờ giấc của ảnh làm thì cũng tới trưa là 3 giờ chiều là về rồi. Dạ. Có bạn gái thì tối lo đi chơi bạn gái chứ không có cái vụ la cà nhậu nhẹt nữa đâu nha. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm. Rồi. Ừ, yêu thương mình. Em không có yêu cầu gì về ngoại hình hay là như thế nào không? Không mập cũng không ốm, nó vừa người thôi ạ. Vừa. Dạ. Cao nhiêu? Cao hơn em ví dụ như 1m7 trở xuống được. Em cao bao nhiêu? Em 1m66. 1m66 luôn hả? Cao dữ. Bên này cao nhiêu? Em 67 chị. Cô này có cao vời vợi luôn á. Rồi vậy cô còn quất dài cao, cô còn quất tóc cao nữa là cô xa chót vót, em phải đứng như phải bắt ghế đó, nhón gót đó. Có ngại gì không? Dạ không sao chị. Có điều gì em không thích ở người đàn ông nữa không? Em không thích ví dụ như là tính gia trưởng hay là đi chơi về rồi cứ nạt nộ mình gì đó. Có không? Mình có gia trưởng không có đâu em ơi. Anh chỉ hơi nóng tính thôi. Cô này dễ khóc lắm á. Em mà nạt cô cái là cô ngồi cô khóc liền, là dỗ không có nổi đâu á. Nạt thì không có nạt rồi chị. Có yêu cầu gì về phía nhà trai nữa không? Dạ không. Anh có bên đạo không? Em có đạo không? Có em. Vậy là được rồi phải không? Dạ. Cái này cũng là cái rất là quan trọng. Như vậy là thấy yên tâm rồi. Rồi bây giờ còn em. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Như chiều cao của bạn thì hơi okay. Cao rồi đó. Dạ. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, biết thông cảm, chia sẻ nhau vậy được. Vậy được rồi ha. Có dạ. Điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Đừng có cam ràm. Cô này cô ít nói lắm. Cô khóc thôi à. Đừng ghen nữa.
Em có làm gì để người ta ghen không? Dạ không. Nhiều lúc thì không làm gì nhưng mà người ta cũng tự ghen. Em nghĩ em có phải là người hay ghen không? Nhưng mà phải làm cái gì đó. Đó, mình phải làm gì ta mới ghen nhau. Nhiều khi mình đi với bạn bè, con gái nãy kia hay là em Út hay bạn bè nó nhắn tin lâu ngày, nhắn tin nó hỏi thăm cái nãy kia rồi. Mấy chục năm không gặp nhau, bây giờ mới gặp nhau, ta đâu có biết mối quan hệ đó là quan hệ gì. Nhiều em khi... em ưa, em cái nuôi. Người hay ghen thì người ta ghen đủ thứ hết. Nhưng mà thí dụ giờ em đang đi chơi bạn gái em nè, đang tìm hiểu, tự nhiên có mấy em cái mưa rồi nhắn tin vô thì người ta phải ghen rồi. Em có sẵn sàng giới thiệu dẫn bạn gái em đi giới thiệu với tất cả các bạn bè của em không? Cái đó là chắc chắn hả chị? Ừ, thế vậy có gì đâu ghen. Sợ là em đi ghen ngược lại đó. Em có phải là người hay ghen không? Dạ không vậy. Chắc không? Dạ. Em mà em gái mưa, em gái gió, em gái bão thì người ta phải ghen rồi. Đó, chỉ mạnh đi. Đó, có cô gái đó trong đó đó. Anh này hả chị? Anh này hả? Trời hay vậy ta, nhìn vô mà biết anh này luôn, giữ yên nó đi một chút xíu mở cửa ra. Rồi có phải ảnh không mà tự nhiên sao em chọn anh đó? Em không biết. Không biết sao tự nhiên chỉ vô anh đó. Nãy giờ mình nghe mình đoán hay là cảm nhận của em, hay là trong những số như anh này thì em thấy anh này là được nhất, thế là như thế nào? Dạ không, em nhìn vô cái... Tự nhiên nhìn vô là chỉ nghe anh đó. Dạ. Hay quá. Còn em, cô nào? Em này. Tại sao em chọn cô đó? Cái cảm giác nó nãy giờ nói chuyện thì em cảm nhận được vậy thôi. À vậy hả? Rồi. Ai cảm nhận sai sẽ bị phạt. Một người, hay hai người, hay không ai hết. Em gái đúng không? Dạ đúng. Em đúng không? Bên đây là 2, 4, 6 anh. Nhìn trong tích tắc 30 giây chỉ đúng ngay em luôn. Trong khi em có 3 cô thôi. Lựa chọn một hồi. Cô mời áo đen. Áo đen không em? Trời đất ơi, nhìn hình rồi mà vẫn chỉ trật. Phạt 2 lần. Chưa ra luôn hả? Được. Đúng chưa? Em bị cận thị hả? Dạ. Bữa nay cổ mới cận nè, mà cổ chưa đeo mắt kiếng đó mà cổ còn nhìn ra em á. Mở cửa ra rồi mà nhìn còn chưa ra luôn, còn chỉ trật nữa. Không, không, chị đấy. Rồi làm thủ tục đầu tiên đi, rồi bị phạt nha. Cô bó hoa, tặng cho em. Em cảm ơn. Em cảm ơn. Cảm ơn. Rồi. Bây giờ ngồi xuống tỉnh táo mới suy nghĩ giờ phạt anh này cái gì em. Cái tội đoán sai đầu là bỏ qua được. Mà cái tội mở cửa ra rồi mà vẫn chỉ sai lần hai. Em muốn phạt anh gì? Sao vậy? Đừng nói ngồi đây khóc nha. Giờ phạt gì nói đại đi nè. Sao? Khả năng mình làm được gì cho cô gái ấy nè. Thôi để em hát cho tặng một bài đi. Hát được không em? Dạ được. Hát được không? Rồi mời em. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đêm sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc, là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy cố vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Hay. Quá rung động, quá cảm xúc, hát bằng cả trái tim luôn. Sao anh hát ngoài anh em ngồi em thở ra vậy em gái? Có cảm xúc gì với giọng hát của anh không? Dạ hát hay ạ. Hát hay mà sao em ngồi em thở ra vậy? Trời ơi, người ta hát mà mình cũng rung nữa. Coi như hình phạt xong, chấp nhận. Khi mà mở cửa trái tim này ra, nhìn thấy cô gái này thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Bồi hồi xao xuyến chị. Tại sao bồi hồi xao xuyến? Khác với cái tưởng tượng của em trong đầu. Em tưởng tượng như thế nào mà? Một người cũng bình thường à. Nhưng mà em đẹp quá. Đẹp quá đến nỗi chỉ lộn người luôn. Thế còn em khi mà cửa trái tim này mở ra nhìn thấy anh này thì em có cái cảm xúc gì? Em thấy bình thường tại vì em nhìn vô đẹp chọn đúng rồi. À, tại ta nhìn vô ta chọn đúng rồi cho nên thấy bình thường. Cô này cổ luôn luôn bình thường cho nên là cổ không có mối tình nào hết. Bây giờ em làm sao mà em phải làm cho cô ấy hơi bất thường một chút. Tới cuối mà cô vẫn cứ bình thường là coi như là tiêu luôn á. Áp lực không? Có áp lực. Có áp lực, phải cố gắng lên. Chúng ta phải vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Yeah. Bây giờ thì Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Xin mời hai bạn hãy thưởng thức những món ăn rất là ngon và rất đặc biệt của nhà hàng Dậu Hậu Food. Bánh bao Thượng Hải nè, bánh cảo sò điệp nè, bánh bông lan Malaysia nè, bánh cà rốt và bánh thỏ con, bánh bao hoàng tử ếch, bánh mà hình con thú không, cưng quá sao mà ăn được trời. Rồi mời hai bạn nha, món ăn rất là ngon, không gian rất là lãng mạn. Bây giờ em ăn, em trò chuyện sao, ít phút chị Tường quay trở lại mà cô ấy phải bất bình thường mới được nha. Tự tin không? Dạ, trời ơi, tự tin mà sao thấy suy nghĩ quá. Thả lỏng lên cưng, mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon. Em đi làm cái đó là làm sao, giờ giấc thế nào?
Em làm từ 8:30 cho đến 5:30 nghỉ. Thứ bảy chủ nhật có nghỉ không em? Em được nghỉ chủ nhật, còn thứ bảy đi làm. Hay về quê không? Trước thì em hay về, nhưng mà bây giờ mắt kém quá không về được. Tại vì thường thì chỉ có đi xe máy thôi, còn đi cái kia say xe không có đi được. Em có thích đi phượt không? Thích, nhưng mà không ai chở đi. Với lại nếu mà có đi xa thì mọi người hay nói là mình nên đi xe bốn bánh. Nhưng mà sao mà say xe sao đi bốn bánh? Thường đi xa đi xe đó cho nó khỏe. Trước giờ chưa có mối tình nào luôn á? Được chưa? Nãy em nói nhiều tuổi, 90 luôn. Bằng anh luôn á. À, mời em Dũng. Dạ, mời anh ạ. Nãy em nói em làm ở đâu? Làm chỗ nào chứ? Em làm ở Bình Thạnh á, đường Ngô Đức Kế. Ngô Đức Kế? Dạ. À. Nhưng mà đi làm là chỉ có từ nhà đến công ty thôi, không có đi đâu hết. Dụ như tối rảnh thì mình thích đi đâu thì đi xem phim, đi mình vậy, còn không đi với các em. Như em, quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Hai người cùng vun đắp, chứ không phải một người xây lên còn một người đạp xuống, không có được. Em có sợ người nóng tính không? Sợ chứ, tại vì nói động nhẹ một xíu là em khóc rồi. Em cũng biết nói lắm. Hoặc có thể ví dụ như anh mới đi đâu về mà anh đang bực bội trong người, cái anh chút giận lên em, như vậy là không có được. Không, cái đó không có đâu. Ý là nóng tính là do một cái công chuyện hay là có một cái gì thôi, nhưng mà nói nó qua rồi thôi. À, có nghĩa là nói xong là xong luôn. Dạ, đúng rồi. Là không có để trong lòng. Vậy cảm giác ban đầu em nhìn thấy anh thế nào? Bình thường. Bình thường thôi à? Tại vì với em cái gì cũng bình thường hết. Anh thì sao? Thấy em sao? Nó nói là em đẹp. Em đẹp làm anh bối rối quá. Anh không biết em suy nghĩ nói gì với em nữa. Thì có gì nói đó thôi. Trước giờ có đi xuống miền Tây nào chưa? Em rất muốn đi nhiều nơi nhưng mà không có đi được. Là không có người chở? Ờ, đúng rồi. Thế là không có biết đường đi nữa. Vậy nếu sau này có người chở đi, có đi không? Tất nhiên là đi rồi. Nhưng mà chỉ đi xe máy thôi. Sau này nếu mà có mà lập gia đình, có sinh con thì em tính là được khoảng mấy người? Hay là thích trai hay thích gái? Con trai hay con gái cũng đều là con mà. Đâu thể nào quyết định được. Chú cho đứa nào thì lấy đứa đó. Không thích cái câu em vừa nói. Trước giờ cũng quen mà quen những người mà ngoại đạo. Phải ăn, vừa nói chuyện phải vừa ăn. Không ăn miếng nào hết trơn, trời dễ thương muốn chết luôn ạ. À. Ăn để ra thì tuần ăn hết á. Có đỡ bình thường hơn lúc nào chưa? Tiếp xúc thấy nói chuyện cũng nhiều, thấy cũng... Cổ nhìn em, cổ có thấy em có cái gì bất bình thường chưa hay vẫn bình thường? Bình thường vậy. Rồi xong luôn. Nãy giờ có khá hơn chút nào không cưng? Dạ đỡ rồi ạ. À, đỡ rồi ha. Thấy anh có điều gì đặc biệt không? Em có thể khen hoặc có thể chê, miễn em thấy ảnh đừng bình thường là được. Em mới nói ít, mới gặp lần đầu. Em đâu biết được cái gì mà chê với lại khen đâu. Mà ít nhất em cũng phải nhận xét. Em thấy ví dụ như là ảnh là hiền hay dữ, đẹp hay xấu, cao hay thấp, mập hay ốm hay là gì gì đó. Một cái nhận xét về ảnh đó. Chứ em đừng bình thường. Nhìn ảnh được rồi ạ. Được, dạ. Được là bình thường đó em. À, để cho hai em dạng hơn chút xíu nữa thì có vài cái câu hỏi vui đố vui hai bạn nha. Bạn gái hồi hộp quá, đọc lớn lên đi em. Để anh làm cho em á. Anh hãy tạo dáng 5 kiểu mặt khác nhau để chụp hình. Bây giờ em sẽ làm cái máy chụp hình. Em chụp ảnh, em biểu ảnh làm 5 kiểu cho em chụp hình coi. Anh làm mặt buồn đi. Mặt buồn. Một. Rồi. Nhí nhảnh. Nhí nhảnh. Giận. Cái này không giống. Không giống, chưa được chấp nhận. Giận. Nghiêm lại. Chưa được nghiêm. Chưa được nghiêm. Con mắt trợn chi, mặt lạnh lùng lại. Đó, cái đó được rồi đấy em. Tiếp gì nữa? Cu te đi thử coi. Dạ. Cu te. Được không em? Dạ được. Được không? Rồi một cái nữa là cái gì? Mặt xấu đi ha. Dạ. Là mặt xấu. Xấu không? Không. Không. Cổ chưa thấy xấu. Xấu là cổ bỏ đi luôn mới được. Được không em? Dạ được. Rồi cổ cho qua đó chứ tị chị chưa có chịu đâu nha. Rồi bóc lá đi, đọc lớn lên. Em hãy biểu diễn một số động tác chụp hình sống ảo. Em đừng nói em không có chụp hình là sống ảo trên Facebook nha. Em có chụp hình đó. Nhưng mà em cứ để điện thoại vậy là em chụp vậy thôi. Rồi thì đó, giờ coi như em để điện thoại đó đó. Giờ em chụp đi, em tạo vài cái kiểu em chụp hình Facebook em chụp làm sao. Coi như cái lá bài đó là cái điện thoại đi. Đó, giờ em chụp làm sao em chụp coi. Sao nữ mà chụp giống nam quá vậy? Giống ông này hồi nãy quá vậy, chụp cho phải đẹp chứ. Kiểu khác, kiểu nào mà nó đẹp á, mình chụp mình phải đẹp mới được. Trầm tư suy nghĩ vậy đó hả? Dạ. Nói chung là chỉ có vậy thôi ạ.
tươi lên cái là một tấm tươi lên coi nè. Được không em? Dạ được. Trời ơi, cặp này sao khó quá. Chị chia buồn với em nha, chứ ca này em cũng hơi khó lắm luôn đó. Cố gắng nha cưng nha. Rồi có hẹn hò gì được cơ, ví dụ như là hỏi quan điểm sở thích của cổ, thích hẹn hò ở đâu rồi gì chưa? Chưa. Giờ hỏi đi coi sao. Như một tuần vậy em muốn hẹn hò là như thế nào? Tùy vậy, em thấy là anh đi làm sáng về xong chiều về đúng không? Thì em đi làm là sáng tới chiều 5:30 về. Buổi tối nếu như mà đi đâu thì chỉ có ở nhà thôi. Thích thì một mình đi xem phim vậy thôi. Còn không thì chỉ có ở nhà. Thì nhắm một tuần là mình hẹn hò được mấy ngày? Cho anh thôi. Ta rảnh buổi tối mà, ăn thua em thôi. 7 ngày được không? Được, anh cứ đến tới trước nhà chở đi là được. Sợ nhiều khi bây giờ dậy mai mốt kêu có làm thiện không? Tùy, em đến em có mang niềm vui đến cho người ta không? Vui thì người ta sẽ không thấy chán, mà không vui thì người ta sẽ thấy phiền, đúng không em? Dạ. Tự tin không? Dạ, tự tin chị. Giờ chị cho em một cái quyền, em bước qua đây. Cô này cũng nhát lắm, em bước qua đây, bước qua đây. Em làm sao em nói làm sao đó, em xin nắm tay cổ một cái đi. 30 giây nắm tay cảm nhận. Anh có thể nắm tay em được không? Nhưng mà sao lại phải nắm tay em? Để mà cho nó bắt đầu một một ngày mà mình quen biết đầu tiên bây giờ. Bắt tay không nắm tay em? Tay anh còn lạnh hơn tay em. Không, tại anh dùng hết sự dũng cảm anh qua đây. Em biết vậy mà em còn thương anh nữa. Nắm tay cổ thấy như thế nào, nói với cổ đi. Chưa nắm tay. Ủa chứ nãy mới nắm mới bắt tay. À thì đó chuyện của em, 30 giây nhanh. Sao em? Tay của em rất ấm. Có luồng điện chảy qua không em? Dạ. Bình thường. Bình thường. Có thấy đập không em? Không đập thì không đập, không chết đập là anh chết rồi đó em. Thôi được rồi, cổ xỉu bây giờ đó, về chỗ. Cảm nhận của em như thế nào? À, thấy bàn tay của em ấm rồi chị. Em tên gì? Nói hình như em chưa nghe tên. Sao không hỏi nãy giờ, sao không hỏi? Bối rối quá. Em tên gì? Em tên Hường. Tên Hường. Thu Hường đúng không? Dạ đúng rồi. Xin lỗi. Dạ. Em nhớ tên ảnh không? Em chỉ nhớ họ. Họ Đố thôi đúng không? Dạ. Em hỏi là anh đi. Anh tên gì? Anh tên Vinh. Đố Hoàng Vinh. Đỗ. Đố. Đố. Hoàng Vinh. Chờ Vinh. Vinh. V. Vinh độc lập. Hy vọng lần này các bạn sẽ nhớ tên nhau nha. Dạ. Nãy giờ chị Tường cũng tạo nhiều cơ hội cho các bạn rồi. Thật sự đây là một bạn gái rất là dễ thương nhưng mà hơi rụt rè và nhút nhát. Chính vì vậy cô mới cần nhờ đến với chương trình. Chị cũng hy vọng là cái sự chân thành của em, rồi cái sự quan tâm của em làm sao đó để có thể cổ mở lòng của cô ra. Thật sự chị cũng muốn nghe em gái nói vài câu. Trong cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thì thật sự đến giờ phút này trong lòng em đang cảm thấy như thế nào? Em nghĩ là khi bước ra kia thì em sẽ có một người bạn trai. Khi bước ra ngoài kia em sẽ có một người bạn trai. Đó là một cái dấu hiệu rất là mừng. Cái điều mà chị thấy may mắn mà chương trình đã chọn cho hai bạn đó là hai bạn cùng đạo nữa. Dạ. Đó, và đây là cô gái chưa có một mối tình nào. Và mong muốn em phải nghiêm túc và phải quan tâm chăm sóc đến cổ nhiều hơn. Trước khi quyết định bấm nút, em có muốn nói gì với cô nữa không? Tới đây mình cũng đã là cái duyên. Nãy giờ anh dùng hết cái tình cảm, dùng anh nói chung là anh dũng cảm lắm anh mới qua anh làm vậy. Chứ thật ra em biết tay anh lạnh lắm mà. Anh cũng gôn dữ lắm. Mình gặp nhau thì cũng chắc được có một thời gian một ít thôi, chứ không được nhiều. Vì vậy em cứ đặt cái niềm tin đó vào anh. Em đặt cái niềm tin này, sau này em sẽ không có hối hận. Anh sẽ không có làm cho em phải hối hận vì cái niềm tin này đối với anh. Làm em khóc không? Khóc thì trong gia đình hay trong cái này ai cũng có phải có một cái chuyện gì đó. Bây giờ anh nói anh không làm em khóc thì cái đó không đúng đâu. Em khóc anh có thể anh dỗ hay là anh làm một cách nào đó cho em vui. Cảm ơn em. Chị rất là xúc động với những lời nói của em. Và chị nghĩ là bạn gái bên kia cũng hiểu được những cái gì mà em đang chia sẻ. Em cũng rất là xúc động. Cô gái này rung là bởi vì cổ nhút nhát, cổ rụt rè. Nhưng mà cái rung của em đó là xuất phát từ một cái sự chân thành. Với kinh nghiệm của chị thì cái cảm nhận của chị luôn đúng. Dạ. Có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Thật sự mình cảm thấy đối phương là một cái người mà mình cảm thấy tin tưởng được thì mình mới bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm nút thật mạnh, không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Ổng hơi chậm á, tôi hơi ép tim đó. Qua đi cưng.
Bây giờ là cái nắm tay nhau thật sự khi chúng ta là bắt đầu hôm nay là một cặp đôi tìm hiểu nhau. Cha cũng xứng nha, cổ cao mà em cũng cao chứ bộ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Hôn cổ một cái đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh chắc không nghe. Dễ thương quá. Có tin vui thì báo cho chị nha. Dạ. Rồi, chúc mừng hai em, không được ăn hiếp người ta, không làm người ta khóc hoài nghe không? Yeah. Tường gửi tặng hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây coi phim tìm hiểu nhau ha. Tặng cho bạn gái một món quà của nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Giúp cho em xinh xắn hơn, tự tin hơn khi hẹn hò với bạn trai nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một kết quả rất là vui đúng không quý vị? Và hy vọng rằng đôi bạn trẻ này sẽ sớm báo tin vui cho chúng ta. Và một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc, 12 giờ trưa thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube NCV Media. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đây đây nè, tim nằm bên trái bên phải biết không? À, ở giữa. Ở giữa. Cái gì tim nằm ở giữa bà? Bậy. Tim nào nằm ở giữa? Tim đâu? Thì nó đập thì cũng nghe thấy thôi. Đâm ra thử coi có nghe không? Ôi. Hả? Rồi em thấy sao? Khô. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả thân mến đến với chương trình ghép đôi thần tốc phiên bản kết đôi như ý. Xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Dạ. Ô, không có mình nay. Lại gặp nhau. Nhưng hả? Mà hôm nay không có trùng tông. Trùng tông. Không nhưng có trùng tông. Mình trùng nhịp tim sao? Hả? Cái gì chị với em mà trùng nhịp tim hả? Là mình cũng đều là trùng một cái cảm xúc để mà giới thiệu cho những cặp đôi còn đang cô đơn lẻ bóng tới với nhau. Cùng cảm xúc thôi chứ cùng nhịp tim là kỳ lắm. Nhịp tim là để cho mấy bạn cùng. À đúng rồi. Dạ, lần này quyết chiến chứ chị? Quyết chiến chứ. Quyết chiến. Yeah. Dạ, kính thưa quý vị, để xem hôm nay những người tham gia chương trình sẽ chia sẻ những câu chuyện của họ như thế nào. Họ thích cái gì, họ ghét cái gì, họ muốn tìm một người bạn đời như thế nào. Xin mời, chúng ta sẽ đến với sự hiện diện của hai bạn trai. Xin mời hai em. Wow, trời ơi, đô quá, ngầu quá. Trời ơi, về đúng ghế nha. Trời ơi, hoành tráng quá vậy cưng. Và bây giờ bên đàn gái là sự xuất hiện của hai cô gái trẻ chung. Ta-da! Ồ. Nghe đây cưng. Rồi, hãy lựa màu ghế của mình đi nào. Rồi, ổn định chưa? Dạ rồi. Xin mời các bạn gái giới thiệu trước luôn đi. Dạ đây, cô gái ngồi trên ghế màu đỏ, em hãy giới thiệu về mình. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào hai bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người đang xem chương trình này. Em tên là Nguyễn Thiên Nga, em 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hiutech. À, quê em ở đâu Nga? À, dạ hiện tại em đang ở bên quận 2 ạ. Quận 2. Là quê Sài Gòn luôn hả? Dạ không, em là người Yên Bái. Em vô Sài Gòn bao nhiêu lâu rồi? À, em vào Sài Gòn cùng gia đình được hơn 10 năm rồi ạ. 10 năm vô đây là em vô học ở trong đây luôn? Dạ đúng rồi. À hả. Rồi đi học mình có đi làm thêm gì không em? À, hiện tại công việc của em là dancer tự do ạ. Ồ. À, dancer. Bên đây nghe dancer cái có chàng trai ngồi cạnh tôi, wow liền. Wow. Có cá tính. Chàng trai ngồi ghế màu đỏ luôn đi.
Rồi, xin mời em. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt và xin chào hai bạn nữ đang ngồi ở bên kia. Nói lớn lên cơ, mạnh mẽ lên cơ. Và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em tên là Lê Phạm Thế Vũ và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, sao giống nhau như vậy, tới đây cho chị vỗ tay một cái. Dạ chưa hết chị. Chưa hết. Thì bên cạnh đó, công việc làm thêm của em là một nghệ sĩ xiếc của bộ môn sức mạnh đôi tay và là một huấn luyện viên yoga và là một giáo viên tiếng Anh. Trời ơi, sao nhiều quá vậy. Từ từ để chị bình tĩnh, chị nổi da gà hết trơn nè. Vỗ tay lên. Bây giờ trước tiên tôi nghe có cái vụ là năm cuối đại học ngôn ngữ đại học ngôn ngữ Anh đúng không? Vừa hoàn thành khóa luận. Vừa hoàn thành. Trong khi cô bên kia là năm ba. Coi như đây là đàn anh. Rồi bây giờ còn cái gì nữa ta? À là siết đúng không? Siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay là sao cưng? Tức là mình sẽ thực hiện những động tác khó trên đôi tay mình, đứng bằng tay đó chị, đứng bằng tay đó chị. Ô, wow. Trọng chuối đồ em. Thể lực. Về về thể lực và về uống dẻo. Ủa, chuối khỏe mà dẻo mà hả? Khỏe vừa dẻo luôn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rồi, 2-trong-1 làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Thật ra trước đó em là vận động viên thể thao từ năm 4 tuổi rồi. Qua rất là nhiều môn. Ủa, 4 tuổi em là vận động viên môn gì? Môn bơi lội chị. 4 tuổi là bơi lội. Dạ, đã bơi lội rồi nên là có cái tố chất thể thao sẵn rồi đó. À. Em chuyển qua các môn võ thuật khác và lấy được nhiều tích. Rồi sau đó em mới chuyển qua siết để thử thách cái ý chí và sức mạnh của em. Yeah, nhưng mà công... hiện tại bây giờ cái môn mà em focus vô, em tập trung vô nhất là cái gì? Là môn siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh vậy đôi tay. Vậy thì mình tốt nghiệp ngôn ngữ Anh xong rồi là mà mình vẫn đi siết. Dạ, tức là đi song hành cả hai, tức là vừa có sức mạnh thể chất và vừa có kiến thức thì mình sẽ cống hiến được nhiều hơn cho mọi người và xã hội ở trong đất nước này. Wow. Rồi. Em có tham gia thi cử gì trong những cuộc thi dạ, chưa? Dạ, em từng đại diện cho Việt Nam tham dự Asia's Got Talent mùa 3. Ở đâu, tổ chức ở đâu? Ở bên Singapore. Rồi mình có được... Dạ, chỉ được lọt vào bán kết thôi. Được trò bóng bán kết mà ở nước ngoài dạ. Vậy là ngon lành rồi em. Trời, em thi Asia. Em đang thấy mình chưa có đem lại được vinh quang cho đất nước hết, còn rất là chưa... Mục tiêu sắp tới có hướng tới cuộc thi gì nữa không? Dạ có, nhưng mà em sẽ giữ. Giữ bí mật? Dạ giữ bí mật. Vẫn luyện tập mỗi ngày? Vẫn sẽ luyện tập mỗi ngày và vẫn sẽ đi dạy tiếng Anh mỗi ngày. Vậy rồi đi chơi bạn gái giờ nào? Đó là do tại sao dày quá. Mà suốt 23 năm nay em vẫn độc thân và em đến với chương trình này, em hy vọng rằng là chương trình sẽ tạo cơ hội cho em để có thể tìm được... Không, bây giờ chị Tường với anh Đạt thì ráng tạo cho em rồi đó. Dạ. Nhưng mà em phải có thời gian chơi bạn gái chứ. Chứ bây giờ cái lịch em kín quá. Em nghĩ rằng là cuối tuần em sẽ dẫn bạn gái đi diễn chung với em, sau đó hai đứa đi chơi. Đi coi em diễn xong đi chơi luôn. À, đúng rồi. Cuối tuần. Hợp lý. Rồi. Trời. Rồi. Em ngồi đây là em mường tượng anh chàng đó là chắc giống như Avenger khổng lồ xanh bệnh quá. Thiệt chứ bộ. Chắc bự con hay Tường. Hả? Bự con. Đó là nãy giờ đó là bạn Vũ ở chiếc ghế màu đỏ. Ghế màu đỏ. Đồ con khỏe mạnh. Rồi. Bây giờ tới bạn nữ ghế màu xanh nè. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chào chị Cát Tường và chào mọi người ạ. Em tên là Kiều Tiên, sinh năm 98, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của em đó là tarot reader, tức là đọc những cái tương lai của mọi người thông qua lá bài. Ủa? Thật ra thì ủa, cái đó là công việc luôn á hả cưng, chứ không phải là sở thích? Dạ đúng rồi, nó vừa là sở thích mà vừa là công việc của em ạ. Dạ. Vậy thì là hằng ngày em làm gì với cái công việc đó? Dạ bình thường thì là khách đúng lý thì đây không phải là công việc chính của em, nhưng mà do là có nhiều người đặt quá cái em không còn thời gian để em làm công việc vậy khác là em được. Coi hay lắm, sao mà nhiều người đặt luôn hả? Dạ em cũng dạ. Và bây giờ là xuất sắc. Em làm công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm từ cuối năm 2019. Thật ra thì cái cuộc sống của em đó giờ nó không có liên quan đến cái này. Tại vì trước đó là em có kinh doanh từ năm lớp 9 cho đến cuối năm 2019 của em, tức là khoảng 4-5 năm gì đó em kinh doanh. Mà em học thì là em cũng học ngành kế toán ra nữa, nói chung là không có liên quan. Năm nay em bao nhiêu tuổi cưng? Dạ hiện tại em sinh năm 98 thì khoảng hình như là 23 hay 24 gì. Nhưng mà quê gốc mình là ở đâu Tiên? Dạ em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị Tường. Dạ. Sao em tới phiên bạn trai ngồi ở ghế màu xanh màu mà xanh em giới thiệu. Dạ, đầu tiên là em xin chào hai MC duyên dáng và cực kỳ dễ thương của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên đầy đủ là Lưu Quốc Tuấn, nghệ danh của em là Danh Lưu, công việc hiện tại của em là diễn viên tự do. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 31 tuổi và em vẫn còn độc thân. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ và thân thiện, rất là
dễ gần. Còn điểm yếu của em thì lâu lâu em hay nóng tính, hay khùng hay điên cái gì. Hay khùng hay điên. Nói rõ rõ hơn đi để hai em gái bên kia sợ. Dạ thì cái điểm em nói về cái điểm điểm yếu của em thì cái lúc mà kiểu như em hay nóng tính á thì em giận lên thì em không muốn nói chuyện với ai hết trơn. Em muốn đi một cái nơi nào đó nó có khoảng lặng riêng cho mình. Rồi khi nào em hết giận hết nóng thì nói chuyện tiếp. Rồi bây giờ thì nhà chim tinh học em phải nói về điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em thì mọi người thường đánh giá em là người vui vẻ, hòa đồng, với lại thông minh, tiếp thu nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì là em cái này nó vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm của em, đó là em rất thẳng tính. Dạ. Với lại em cũng khá nóng tính nữa. Thẳng thắn tới mức nào mà gọi là khuyết điểm? Tức là nếu mà gặp cái chuyện gì mà nó không đúng á thì em sẽ nói, chứ em không có kiểu gọi là cho qua được. Bây giờ tôi quay lại với anh chàng trai cao to vạm vỡ ngồi bên cạnh tôi nha. Quá trời tài năng. Quá trời tài năng. Vậy thì em có cái điểm yếu gì? Chị chưa hỏi điểm mạnh thì hỏi điểm yếu trước. Cái điểm yếu của em có lẽ trước hết chị cũng thấy và mọi người cũng thấy là quá bận cái nè. Quá bận là không có thời gian. Quá bận cho nên là nhiều khi em sẽ bị gọi là hơi áp lực về công việc. Rồi. Nếu như vậy thì mạnh là cái gì? Em nghĩ rằng em cũng tự tin. Em tự tin nhất về bản thân em là về cái điều gì? Về khả năng thuyết phục người khác. Bên đó thì một anh diễn xuất và một anh diễn xiếc. Thì bây giờ em có thế mạnh thế yếu gì để em show ra với hai ảnh không ? Em tự nhận thấy cái điểm mạnh của em là một người chăm chỉ. Chăm chỉ? Chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học hỏi. Chăm chỉ. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu ăn, nhưng mà em chỉ nấu cho một mình em ăn thôi. Bởi vì em ăn theo cái thực đơn riêng của em, kiểu em ăn ít clean ấy ạ. Thôi bây giờ vậy nè, quan trọng là hai bạn ghế đỏ hôm nay có một cái sự trùng khớp. Hai bạn là coi như là gọi là đồng môn ngôn ngữ Anh. Bây giờ hai bạn nói tôi đâu có tin. Hai bạn thử chào nhau tiếng Anh coi, mặc dù tôi không hiểu nhưng mà tôi vẫn nghe được. Xin mời hai bạn. Rồi đại ca trước đi đại ca. Good afternoon everyone. My name is Thế Vũ and I'm from Vietnam. Currently, I am the senior year student of FPT University studying English Linguistics major. And my passion is hand balancing and upstring yo-yo. Besides that, I am an English teacher who teach for my lovely students. That is the reason why I don't have so many time and I'm so busy to find a new lover. That's why I come here in a game show named Ghép Đôi Thần Tốc to make it happen. Chào cô tiểu muội. Rồi. Rồi, hai người giao lưu với nhau đi. Trời ơi, tiếng Anh mà còn không biết xưng hô sao nữa, Vũ Quỳnh đi thôi. Ok. Hi nha. Hi. Actually, I really admire you because you are a dancer and you are the same major with me. And that's why it makes me feel like you are the one who born for me. I hope so. Cái gì? Em nói đi. I hope so. Ủa vậy thôi đó hả? Ủa vậy thôi đó hả? Sao người ta làm một tràng dữ vậy mà làm trời, bà nói từ chữ vậy? Thôi biết người ta làm quá trời đó. Em hết sổ. Thế hết luôn. Tiếp đi cưng, tự tin lên. Hi there, so glad to see you today and I hope we can be a couple. Yes, so actually we haven't had a chance to see each other yet, but I think that the soul that we spend with each other right now is the thing that I really appreciate. And after seeing you, I hope that we are able to having the opportunity to date with each other and can go far away. Thank you very much. Thank you. Vậy thôi hả? Bà kia có tiệm lời dễ sợ quá. Thank you. Cảm ơn em. Sao? Em nói gì? Em chưa nói điểm yếu của em. Điểm yếu của em là em nói gì? Đi con. Điểm yếu của em là em ít nói. Nãy cũng nói nhiều lắm mà. Em ít nói thôi. Thì đó thì người ta nói quá trời tiếng Anh luôn. Qua tới em hết sổ. Không ấy bây giờ em ít nói em hát được không cưng? Dạ được à. Em biết hát một chút xíu. Ok chút xíu. Mời em. Phố đã lên đèn, con đường có môi kèm môi. Phố đã lên đèn, bên người em thương em nhớ em mong. Có nhạc bên cạnh ai không feel, có anh bên cạnh yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của em luôn ngàn năm. Phố đã lên đèn, em nhìn trái tim đại dương.
phố đã lên đèn, đi tìm lời ca em viết chân vương. Mưa rơi chơi vơi còn mơ về anh, nguyên vẹn câu chuyện ta thường xem. Hạnh phúc sẽ không xa nếu như ta xem nhau là tất cả. Sao? Dễ thương quá. Sao giọng chị tiên quá trời luôn á. Hơi bị ưng rồi. Hơi bị ưng rồi phải không? Hơi bị ưng. Chàng trai màu đỏ nó hơi bị ưng, còn em sao? Quá dễ thương chị. Quá dễ thương. Dễ luôn. Siêu lòng. Chị nhắc lại cho em biết rằng là ở đây chúng ta có một sự cạnh tranh lành mạnh nha. Hai chàng trai mình có quyền lựa chọn một trong hai cô gái, tức hai cô gái cũng ngược lại. Rồi thế bây giờ tình trường sao? Chàng trai hào hoa phong nhã vô nghệ thuật, đi làm nhiều, xung quanh nhiều cô diễn viên, nhiều cô đồng nghiệp. Tình trường chắc nhiều à? Nói tới tình trường éo le lắm chị ơi. Éo le cuộc tình luôn. Mời em vô. Ai cũng nói là cái nghề diễn viên là nhiều người yêu và đào hoa. Thật chất là không phải. Riêng em á, em thấy bản thân em thì em đã trải qua hai mối tình rồi. Và hai mối tình em đều thất bại. Bị cắm sừng. Hai mối tình đều bị cắm sừng hết. Dạ. Trời đất ơi. Em nói nghe nè, đưa về giờ bàn tay lên chị coi coi. Sao ướt nhẹp vậy? Dạ, em rung á chị. Rung là vậy đó hả? Dạ. Đúng rồi, quá trời đất ơi. Tự tin trước ông kính nghệ diễn viên mà lên đây rung dữ vậy? Không, tại em nhát gái gì. Không, tại em nhát gái gì. À, nhát gái. Nhưng mà cái tiêu chí em chọn bạn gái khó không? Dạ không. Mẫu người lý tưởng sao, chuẩn sao? Dễ nhìn là được rồi chị, em không cần đẹp. Dễ nhìn. Mình là làm diễn viên là mình chú trọng bề ngoài chứ sao mà bạn gái không cần đẹp. Tại vì em nghĩ rằng cái nghề của mình là tiếp xúc với người đẹp nhiều rồi. Em nhìn em cũng thấy bình thường đúng không? Thấy bình thường. Cái quan trọng là cái trái tim phải trung tình. Có nghĩa là phải cần cái trung tình. Mình bị hai cặp sừng rồi. Đúng rồi. Không muốn cặp thứ ba nữa đúng không? Có cá tính mạnh mẽ chút xíu. Mạnh mẽ. Công việc ổn định và biết lắng nghe. À, biết lắng nghe. Biết lắng nghe. Sao nào? Cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Dạ. Em có chung thủy không? Dạ, em rất là chung thủy. Rất là chung thủy. Ổn quá trời. Nhưng mà trước khi chung thủy thì mình đã từng trải qua những mối tình nào? Dạ em có hai mối tình ạ. Hai mối tình. Một mối tình kéo dài khoảng 6 tháng, một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Dạ. Thì đều là quen trong lúc em học năm lớp 11 hết. Lý do chia tay thì là tại vì khi mà tính tới cái chuyện gọi là kết hôn á thì cái mấy bạn đó lại biện lý minh lý do này kia, cho nên là em không có muốn kéo dây dưa thêm. Muốn phải có sự nghiệp trước rồi mới tính tới chuyện gia đình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Mẫu người đàn ông. Dạ thì em không có quan trọng ngoại hình lắm, nhưng mà bạn đó nên cao hơn em một chút. Cao khoảng tầm 1m7 là được. Nhưng mà em quan trọng nhiều hơn là về cái đạo đức với lại là cái cách cư xử của bạn đó. Em bị ấn tượng bởi những bạn có cái cách cư xử tinh tế, quan tâm đến mọi người. Dạ. Thấy chia sẻ cái cặp xanh xanh này có vẻ cũng hợp hợp nhau nha. Rồi cặp màu đỏ quay lại với Vũ. Sao tình trường mình sao cưng? Dạ, mận quá chắc đâu có người yêu đâu phải không? Suốt 23 năm nay là em chỉ có tập trung vào cái việc học, việc tập luyện, việc tìm hiểu kiến thức. Để em, vì em luôn nghĩ rằng là sau khi mình thành tài, mình ra trường mình phải là một nhân tài tốt cho đất nước, cống hiến được nhiều lợi ích có giá trị về mặt tinh thần và về mặt thể chất cho mọi người. Nguyên nhân gì ngày hôm nay em đến với chương trình? Dạ, thì em muốn tìm một người yêu có cùng chung chí hướng. Chỉ có chí hướng mới giúp cho hai đứa em tiến xa được thôi. Rồi, thế thì cái chí hướng của em là như thế nào? Em nói luôn cho các bạn gái bên kia nghe. Dạ, chí hướng rằng là ví dụ như bạn tại Nga đi thì có là dancer đi ha. Thì cũng cùng chung cái nghệ thuật với em, nghệ thuật về hình thể. Thì có thể phát triển được cái điều đó đến với mọi người, và cũng cùng chung ngôn ngữ Anh nữa. Thì có thể phát triển được cái điều đó đến mọi người luôn, cùng chung chí hướng là để đem lại lợi ích cho mọi người bằng cái tâm mê và cái sở trường của mình. Bây giờ về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Dạ em nghĩ là dancer thì chắc là ngoại hình là đủ tiêu chuẩn đối với. Ủa là em nhắm thẳng luôn bên đó luôn rồi đó hả? Chứ em không có cái mẫu người lý tưởng riêng trước khi đến chương trình hả? Dạ dancer. Dancer. Rất là đi thẳng vô mục tiêu. Còn em? Vâng. Kể về chuyện tình trường mình đi nè. Em có 3 mối tình. 3 mối tình. 2 mối tình chính, 2 mối tình chính, 1 mối tình phụ. 9 và phụ luôn. Tình chính và tình phụ. 2 mối tình chính là 2 mối tình chính thức. Chính thức. Lâu dài một chút. Lâu dài là khoảng bao nhiêu năm? Mối tình đầu tiên là 1 năm. 1 năm. Mối tình thứ hai là 8 tháng. Vì sao chia tay? Mối tình 1 năm là bởi vì anh ấy lo cho công việc nhiều quá, không có thời gian cho em. Trời ơi, nhột nha Vũ, nhột nha. Ui da, cái thời khó biểu như vậy căng quá vậy trời.
Ồ, lo cho công việc nhiều quá không lo cho em. Không, mà lúc đó ta chưa có bạn gái, có bạn gái người ta khác. Đúng mà rồi, tại vì em làm điều gì em cũng quyết tâm khi mà, nên khi mà em yêu ai là một ai đó đã quyết tâm tham gia ghép đôi thần tốc là phải quyết tâm có bạn gái. Dạ đúng rồi. Đúng. Và phải chăm lo được cho bạn gái. Phải chăm lo gái. Chính xác, tôi đồng ý. Tôi đứng phe bạn Vũ. Gương mặt rất là quyết tâm, đầy quyết đoán. Mỗi người lý tưởng của em sao? Mỗi người lý tưởng của em là tập gym. Em không cần sống mũi nha, nhưng mà em thích vai to, ngực to. Chỉ từng thôi. Ok, thấy rồi cưng. Cao khoảng 1m75 độ lên. Cao mét mấy? 1m75. 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 Yeah. Gì nữa? Vô quá. Đối xử với em nhẹ nhàng một chút. Dư sắp chị tuổi. Dư sắp chị tuổi. Tới luôn nha cưng. Bây giờ thì quý vị thấy đó, sân khấu của chúng tôi rất là nóng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ những người thân của các bạn tham gia chương trình cũng đang rất là nhiều cảm xúc, muốn chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với chương trình. Bây giờ mình sẽ ưu tiên bên nào trước đây? Ưu tiên cho bên nhà gái trước nha. Nhà gái trước nè. Dạ, bên đây là mình thấy có một bác. Dạ con chào bác. Chào các trường. Dạ. Dạ. Bác ơi, nãy giờ bác có theo dõi chương trình rõ không bác? Có rõ. Dạ. Dạ bác là phụ huynh của em nào trong này ạ? Tiên. Bé Tiên. Dạ thưa bác nói một chút xíu về con gái mình được không bác? Nói chung thì nói là con út của cô. Dạ. Thành ra thì cô cũng không có khó khăn gì ăn thua, mà nếu mà cháu thấy con nó thấy mà người nào mà hợp với nó thì tùy nó thôi, chứ cô cũng chẳng có khó khăn gì hết. Dạ. Cô chỉ mong là mọi chuyện tốt đẹp đối với con cô thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà bản thân cô mình có tiêu chí kiếm con rể tương lai là người như thế nào không ạ? Cô thì cô chỉ thích cái người thành thật, mà không cần giàu sang gì, thành thật mà biết thương con cô thật lòng là được rồi. Dạ. Vậy bây giờ cô tiếp tục theo dõi chương trình nha, để cô xem con hôm nay kết quả như thế nào nha cô. Dạ con chúc cô sức khỏe nha. Cảm ơn con. Dạ. Dạ cảm ơn con. Dạ. À bây giờ thì chúng ta sẽ đến đổi không khí, mình chuyển qua bên đây đến người thân của bạn nam. Dạ em chào chị. Mẹ em. Mẹ em hả? Trời mẹ em trẻ quá, chị kêu bằng chị luôn. Xin chào chị. Chào mẹ. Chào em xinh Cát Tường, dễ thương. Dạ. Chào hốt anh Đạt nha. Chào chị. Em cảm ơn chị. Rồi. Dạ hồi nãy giờ theo dõi câu chuyện ha chị ha. Bây giờ thì ý kiến của chị như thế nào ạ? Chị thấy cô nào có vẻ hợp với con trai mình hơn? Cái người con dâu chị theo, mà theo ý chị thì chị không có quan trọng là cái chuyện mà môn đăng hộ đối hay là giàu có gì hết á, mà quan trọng là con dâu là nó phải dễ thương, nó hiền thục. Dạ. Biết trên biết dưới là cái điều đó là chị mong rồi, chứ còn mà ví dụ đẹp xấu rồi thì cái chuyện đó chị không có mong, không có quan trọng. Mà quan trọng là con mình thôi. Dạ. Ví dụ mà cái duyên của nó mà gặp người đó thì chị cũng coi như cũng đồng tình với con mình. Dạ. Giờ nôn có con dâu chưa chị? Nôn lắm. Nôn lắm. Cứ hối thúc hoài đó. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Dạ chào chị. Rồi chào MC. Qua tới nhà gái tiếp ha Đạt. Dạ. Chào em. Chào em gái. Dạ, em gái ơi. Em chào chị Cát Tường và anh Hương Minh Đạt. Chào em, là chị em hả? Dạ chị họ. Chị họ. Nãy giờ thì em đã quan sát cuộc nói chuyện thì em thấy cảm nhận của em như thế nào? Em thì em có cảm nhận là hai anh cũng khá dễ thương. Nhưng mà nếu như mà để phù hợp thì em thấy anh ngồi ghế đỏ để phù hợp với nhau hơn. Trời, ông căng thẳng nãy giờ ông nghe cô ấy nói cái cô vỗ tay liền à. Phù hợp cái chỗ nào vậy cưng? Phù hợp chỗ nào? Nói chung là tính cách và công việc hầu hết là khá tương đồng với Nga. Rồi cảm ơn em nha. Theo dõi chương trình tiếp nha. Dạ. Còn người thân duy nhất còn lại của chương trình là người nhà của Thế Vũ. Nhà của Vũ đúng không? Đó. Rồi chào anh trai luôn. Chào Cát Tường với lại chào anh Đạt. Dạ. Rồi. Chào anh. Tôi là cậu ruột của Thế Vũ. Dạ. Rồi hồi nãy giờ cậu nghe câu chuyện thì cậu có suy nghĩ như thế nào? Thì theo mà mình từ nãy giờ mình xem chương trình đó thì cái người cháu của mình á với lại cái cô bé Nga bên đó đó thì cũng có nhiều cái chí hướng chung á, thì tôi cảm nhận á thì cứ để tìm hiểu để mà như thế nào cho nó tiến tới được thì nó tốt đẹp hơn. À cậu vẫn thấy là Vũ hợp với cô Nga đúng không? Chính xác là vậy. Chính xác là như vậy luôn. Hay quá, xác là như vậy luôn. Hay quá cậu ơi, cảm ơn cậu. Coi tiếp nha cậu nha. Cậu à, theo dõi tiếp nha cậu. Ngon lành ha, cậu cũng rất là thẳng thắn và quyết đoán giống như cháu luôn. Chính xác. Bây giờ mình còn chần chờ gì nữa. Gì nữa chị?
Mở cửa trái tim. Wow. Thấy sao, nhau. sao? Hồi thấy nhau ai cũng rụt rè, mắc cỡ hết vậy. Cười bản lãng. Cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim mở ra là như thế nào? Nga, cái cảm nhận đầu tiên em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Trời ơi, tôi hỏi ông không hỏi lại người ta. Là em thấy đúng gu em rồi á. Đúng gu em rồi á. Đúng gu em rồi á. Rồi mình phải trả lời đi chứ, mình thanh niên mà. Dạ lăng à. Dạ tới thôi. Tới thôi. À. Còn em, đầu tiên khi cánh cửa mở ra thì em có cảm xúc như thế nào? Em sao động quá trời ơi, hai bên bên này cũng đẹp hết trơn. Trời ơi. Giờ em không biết chọn ai luôn á. Sao cưng em gái? Dạ em bị cận. Trời ơi, em có quyền đứng lên. Anh cho mượn kiến luôn. Dẫn cổ qua coi. Anh cho mượn à, em cứ tiến tới, em tiến tới từng anh một, em nhìn cho kỹ. Đó là cái quyền của mình. Coi chừng người ta coi bói luôn đó nha. Đúng rồi, coi bói đó, coi bói luôn nha. Xích đây là anh Vũ. Em có coi tay được không hay là em coi tướng thôi? Anh này cái trán cao, người khá cố chấp. Đúng không em? Quyết đoán để định. Anh này hả? Gương mặt hiền. Tuy nhiên là trong tình cảm thì nhiều khi là anh dễ bỏ cuộc lắm. Trời. Thầy không có phán nhiều, thầy phán mỗi người một câu một thôi. Rồi. Mà tôi thấy đúng nha. Theo cá tính là anh này cố chấp, nghĩa là quyết cái gì phải được cho bằng được. Anh này là mấy lần rồi coi như là bị. Không, nhưng mà người ta bỏ em chứ không bỏ ai. Nhưng mà em phải thiếu quyết đoán, đúng rồi đó. Em nhìn chị kỹ chị cái coi em một câu một thôi em. Chị mượn tay đi. Mượn tay. Chị chỉ muốn hỏi em một câu là chị có chồng nữa hay không thôi. Em thấy là chị có nhiều mối lắm, dây dưa nhiều lắm. Nhưng mà để mà tới hôn nhân thì hơi khó. Tại vì lúc nào trong trường tình cảm của chị cũng sẽ có một bên thứ ba đưa vào. Tức là ví dụ không có người này nói thì người kia sẽ nói. Hoặc là sẽ có những cái tranh cãi, nó khiến cho xung đột diễn ra. Cho nên là nếu như mà chị muốn một cái mối hôn nhân kiểu nó lâu bền thì mình nên hạ cái tôi của mình xuống. Nên hạ cái tôi của mình xuống. Trời ơi. Hay quá em ơi. Chị nghe cái chị ơi, chi vậy? Trời ơi. Chị coi làm gì? Để em coi cho. Qua coi có gì chị? Chị có được rồi. Để tôi nghe em gái hai sinh năm 2000 nè. Dạ. Cảm xúc của em như thế nào? Em vui. Vui. Vâng. Trúng rồi phải không? Vô. 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 Thôi ghê ghê ghê. Không từ sao. Bây giờ đến màn biểu diễn vô vô. Vô. Đúng rồi. Hồi nãy giờ là thấy đúng rồi. Vô. Hồi nãy giờ quý vị nghe với anh chàng này giới thiệu quá. Phải có một màn biểu diễn. Người thật việc thật thôi. Người thật việc thật. Ghê. Dương đồ trong túi áo. Bây giờ có cần cởi áo không? Đâu, cởi cởi em. Cởi đi, còn màu màu mè nữa, khoe body luôn. Đó. 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 Được không em? Được không em? Ổn. Ok, ok. Vô, được. Vô, vô. Lên tinh thần, lên tinh thần. Wow. Yeah. Rồi. Rồi, lần ba. Wow. Wow. Ok. Giờ mình biểu diễn đôi tay đi. Nga. Anh sẽ biểu diễn bằng tất cả niềm tin của anh. Ghê ghê ghê. Thỉnh quá. Thỉnh liền.
Wow, đi bộ mà đi ngược về luôn, hay quá vậy. Trời, hàng chỉ tay đó đô đúng rồi. Yên tâm, có người bảo vệ nha cưng. Trời ơi, ôi, đá lồng nghèo nữa, đá lồng nghèo nữa nha. Trời ơi, đá lồng nghèo nữa nha. Wow. Quá tuyệt vời. Ê, cái màn đá lồng nghèo ở nhà mình có tập không Vũ? Dạ, freestyle ngẫu hứng. Freestyle ngẫu hứng hả? Dạ. Wow, nãy em thấy tích tắc đây nè, hất cái tay lên đá lồng nghèo cái chạm xuống. Ê, nó nghe nè, nó nghe nè. Tới đo nhịp tim thử coi là có đưa tay ra coi đo huyết áp rồi gì đó, điểm nhịp tim coi có đập mạnh không. Sao? Dạ mạnh. Đây đây nè, tim nằm bên trái bên phải biết không? À, ở giữa. Ở giữa. Cái gì tim nằm ở giữa bà? Bậy. Tim nào nằm ở giữa? Tim đâu? Thì nó đập thì cũng nghe thấy thôi. Mình đang thử coi có nghe không? Ôi. Hả? Mạnh lắm chị ạ, mạnh lắm chị ạ. Mạnh lắm hả? Vâng. Đâu để lâu tai vô nghe thử coi nghe tiếng không? Sao? À. Tiếng sao? Để lâu lâu mới nghe được chứ. Để lâu lâu mới nghe được chứ. Vậy sao mà nghe? Gì vậy? Lạnh hả? Dạ không, nó đập như vậy nè. Nó đập. Rồi em thấy sao? Khô. Trời trời. Sao? Bộ gì đứng nắm, luôn nắm tay, nắm tay coi, nắm tay coi. Dạ không, chút nữa đi. Lỡ anh không chọn em rồi sao? Lỡ anh không chọn em rồi sao? À đúng rồi, bé này vẫn còn sáng suốt, vẫn còn tỉnh táo. Phải giữ khoảng cách chứ. Nắm tay là bấm nút rồi mới nắm. Đúng rồi. Chưa bấm là chưa có nhấn. Rồi đúng vậy không? Đi về chỗ, về chỗ. Giữ đi. Nét mình liền chứ. Rồi. Đâu có được vậy. Cho cặp này thở chút đi. Em mạnh dạn lên. Phải tìm cách chinh phục chứ. Vậy bây giờ em thay lời nói bằng một ca khúc, một đoạn ngắn được không? Được. À bài hát. Vỗ tay. Vì sao em hơi làm sao biết được tình yêu cháy ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao niềm gì không nói nhìn anh với người vì anh đến sau nên nam thương đau giờ trách ai nụ cười em trên môi đôi mắt long lanh như sao trời nào phải đau cho anh xin anh mà tiếc nhớ đừng buông chỉ tôi ơi khi giấc mơ chỉ xa đổi đời vì sao anh luôn yêu em thôi vì sao anh còn tìm chỉ có em. Yeah, cũng đã tính lắm đó nha, cũng đã tính lắm nha. Rồi bây giờ sao cưng, có gì muốn hỏi ảnh không? Công việc của anh á thì là thời gian như thế nào ạ? Công việc của anh cũng khá là bận rộn. Nhưng mà không bận rộn bằng như bạn này đâu. Nhưng mà nếu mà anh sắp xếp được thì anh cũng dành thời gian cho gia đình và bạn bè, cũng như là người con gái mà anh thương. Anh có định hướng gì trong tương lai cho mình chưa? Công việc của anh thì cũng ổn định rồi. Nhưng mà định hướng tiếp theo của anh trong tương lai là anh hy vọng là sẽ có một người yêu và đi đến một cuộc hôn nhân lâu dài. Có tiền lấy vợ chưa? Có của hồi môn ạ. Có của hồi môn. Ủa sao của hồi môn là của ai? Dạ của ba mẹ cho. Rồi em muốn hỏi gì cổ không? Em nghĩ sao giờ nếu mà em có một người bạn trai mà làm nghề diễn viên nha? Dạ em tôn trọng mọi cái nghề nghiệp cho nên là anh làm diễn viên thì không có gì hết. Quan trọng là anh có, nếu như anh bận rộn thì em có đủ quan trọng để mà anh sắp xếp thời gian dành cho em hay không thôi. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Nếu mà anh quay có những cái cảnh nóng á, em có ghen không? Có giận không? Dạ có đó anh, nếu như mà yêu mà không ghen, không giận là không phải yêu rồi. Nhưng mà em nghĩ, em hy vọng là nếu như em với anh bước vào chuyện tình cảm và khi anh nên tách bạch công việc và cái chuyện riêng ra, chứ đừng có ví dụ giống như anh lỡ anh hôn cô đó rồi anh cảm nắng cô đó rồi rồi xong mà anh cheating em là không được. Thế em có hay kiểm tra, em có thích là kiểm tra kiểm soát điện thoại hay là dạ, quản lý không ạ? Em rất là sợ người khác kiểm soát em á, cho nên là em cũng không bao giờ kiểm soát cái đối phương của em. Em nghĩ là trong tình cảm quan trọng nhất là lòng tin. Dạ thế còn sao tin 2000? Em còn trẻ còn nhỏ là thường hay ghen bóng ghen gió ghen tuông, rồi đây là cũng đi dữ lắm, đi biểu diễn đi tùm lum, thì em có ghen không? Dạ em không ghen đâu chị ạ. Sao không ghen? Sao cổ chia sẻ nhìn cổ sao nhìn xuống không vậy? Anh ấy đang mệt. Anh ấy đang mệt. Anh đâu có mệt. Anh mệt đâu. Anh mệt khi mà quá yêu em. Anh mệt khi mà quá yêu em. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nói da gà luôn. Rồi tiếp đi cưng.
À, em không phải là người ghen bóng ghen gió đâu ạ. Cái gì nếu mà em đã ghen thì chắc chắn nó phải có một cái lý do chính đáng một tí. Ừ. Vâng. Chia sẻ với em á, dù ảnh có lớn hơn em thiệt, ảnh nãy giờ ảnh biểu diễn nhìn ngầu thiệt, nhưng trong tình trường ảnh mong manh dễ vỡ. Tờ giấy trắng nha. Đừng có viết bậy viết bạ lên đó nha. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Giờ em có muốn hỏi gì người ta không? Qua những gì mà Nga đã chia sẻ từ đầu đến nhìn tới giờ thì em đã phần nào hiểu được Nga rồi. Còn lại thì hai tụi em sẽ tự tìm hiểu. Chưa gì nó muốn qua cầu rút ván đó Đạt. Có nghĩa là tụi em tự tìm hiểu. Còn như hai đứa mình là dạt ra một bên, đâu cần thiết nữa đâu. Rồi ai có tặng quà, tặng ơ gì không? Ở đó đúng rồi, có gì sẽ thấy trên đó có hộp xanh xanh tím tím nè. Dạ có. Anh có chế độ ăn riêng không? Anh thật sự thì anh cần một người làm cho anh cái chế độ đó. À, anh vừa ăn sô-cô-la được, em tặng anh sô-cô-la tình yêu của em. Cảm ơn em rất nhiều. Sô-cô-la tình yêu. Cái găng tay này là anh đã đi suốt hết tất cả những cái cuộc thi lớn từ Asia Got Talent đến những cái giải mà anh đã giành được rất là nhiều bằng cái bộ môn sức mạnh đôi tay này. Vì vậy nó có rất là nhiều công sức và rất là nhiều cái ý chí của anh. Thế nên nghĩ rằng khi mà anh tặng lại cho em, nếu mà em không đeo cũng được thì em xem nó như một cái biểu tượng ý chí để em có thể vượt qua được tất cả những cái điều khó khăn trong cái cuộc sống. Mỗi khi mà em buồn nhất thì hãy đeo nó vào và hãy nghĩ đến anh. Cái sức mạnh ý chí của anh sẽ giúp em vượt qua hết. Còn cái này nó là cái sự khéo léo của anh. Từ một truyền nhân làm riêng cái con yo-yo này để tặng cho anh. Và nó đã giúp anh chinh phục được top 3 yo-yo quốc gia năm 2017. Trời và ơi. Anh cũng tặng nó cho em luôn. Rất là ủa, những kỷ vật đó là quý giá. Sự nghiệp tặng luôn vậy đó hả? Mỗi lần đầu tiên mà tặng những kỷ vật coi như là bao nhiêu năm trời tập luyện. Thấy không, người ta chân thành lắm nha cô. Cho nên là em không được yếu đuối. Em muốn cái gì em phải đi bằng hết cả ý chí và niềm tin của em cho điều đó. Và em sẽ đạt được, chắc chắn em sẽ đạt được. Vì em đã gặp anh vào ngày hôm nay. Vâng. Cái vòng tay đó là mồ hôi và nước mắt không đó. Vâng. Trân trọng đó. Vâng. Cảm xúc của em. Em bảo môi anh hơi khô ấy. Môi anh hơi khô ấy. Môi anh hơi khô. Mất dễ thương. Môi anh hơi khô. Giờ sao em chăm sóc bằng cách nào? Anh thiếu nước rồi, anh thiếu tình yêu đó. À. Giờ làm sao? Có cách nào không cho môi bớt khô em? Để về nhà nhá. Ủa vậy nhưng mà có cách gì để về nhà để hết môi khô? Hôn một cái đó, thấy chưa? Wow. Hôn hoài đi là môi nó hết khô. Dạ. Rồi tiếp tục. Này là cuốn sách mà em để đầu giường cho nên là nay em gửi tặng anh. Sách để đầu giường. Dạ, sách này em thường hay đọc á. Thì nhờ cái cuốn sách này mà em sắp xếp công việc của em rất là tốt. Cho nên là em hy vọng là anh đọc xong anh sẽ sắp xếp công việc của anh và công việc của anh sẽ ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn. Yeah. Cái màu hoa nghe là có lỡ qua rồi mình nhìn sát một cái xíu nữa, nhìn sát vô đó, có tiềm năng gì không? Có dạ. Tiềm năng gì trong tương lai không? Dạ cái này em xin giữ riêng. Trời ơi, thiệt á. Bây giờ hãy lắng nghe chị Tường chia sẻ, đây là lúc quan trọng nha. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn đều có hai cái nút bấm, hãy nhìn kỹ. Màu xanh và màu đỏ, đừng bấm lộn. Nhớ màu nha. Người đang ngồi ở vị trí ghế màu nào thì bấm nút màu đó. Khi nào mà hai chiếc ghế cùng màu, cùng sáng đèn thì chúng ta sẽ làm một cặp. Mời các bạn lắng động lại để lắng nghe nhịp đập trái tim của mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện những cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ có 5 giây để đưa ra một quyết định chính xác của mình ngay khoảnh khắc này. 5, 4, 3, 2, 1. Em không cần sống mũi nha, nhưng mà em thích vai to, ngực to. Ủa? Chị Tường ơi. Ok, thấy rồi cưng. Nếu mà anh quay có những cái cảnh nóng á, em có ghen không? Có giận không? Dạ có đó anh, nếu như mà yêu mà không ghen, không giận là không phải yêu rồi. Nhưng mà em nghĩ, em hy vọng là nếu như em với anh bước vào chuyện tình cảm và khi anh nên tách bạch công việc và cái chuyện riêng ra, chứ đừng có ví dụ giống như anh lỡ anh hôn cô đó rồi anh cảm nắng cô đó rồi rồi xong mà anh cheating em là không được. Nga, cái cảm nhận đầu tiên em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Trời ơi, tôi hỏi ông không hỏi lại người ta. Dạ em thấy đúng gu em rồi á. Bấm. Xong. Vỗ tay cho một cặp đôi cái đã. Ừ.
Hôm nay lý do gì em chưa chọn được cái người mình mong muốn? Tại sao em không bấm? Thật sự em xin lỗi em. Như hồi nãy em nói thì trong tình yêu thì yêu thì phải ghen. Nhưng mà đối với anh thì trước đây anh cũng từng ghen mà cũng ghen nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ anh thấy ghen nhiều quá đối với anh là một cái gì đó nó có cái sự gò bó và cái sự sợ hãi trong đó. Thì nên anh không chọn em. Thì anh hy vọng mình đến với nhau không được thì mình là anh em bạn bè. Có nghĩa là em muốn một người bạn gái mà không có ghen. Dạ. Rồi thôi thì chúc cho hai bạn ha sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và ngay tại khoảnh khắc này thì chúng ta sẽ vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi đã cùng quyết đoán áo vô đẹp đẹp hình lần cuối nha. Xin mời. Rồi tiến lên phía trước. Bây giờ nắm tay được chưa cưng? Dạ rồi. Dạ rồi. Oh yeah. Hôn nhau cái đi cưng. Một khởi đầu tốt đẹp. Trời ơi. Cái này làm gài 80 lần là hết khô môi đó cưng. À ha. Cảm xúc hiện tại thì em thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho chị hỏi một câu nữa, đây có phải nụ hôn đầu tiên không? Dạ đây là nụ hôn đầu tiên của em. Thật sự luôn. Wow. Hả? Thật sự. Em đó nha. Trời. Em là thiên liêng cao cả lắm em. Em phá cái sự trong trắng thơ ngây của cái bờ môi hơi khô của ảnh. Em phải chịu trách nhiệm với nó. Đồng ý không? Em phải nói sao với ảnh, em quay qua em nói sao đi. Em là cái người, cái tác nhân là em gây ra. Áp lực nặng quá. Thật sự luôn chị ơi. Sao? Môi anh từ mai sẽ không khô nữa. Môi anh từ mai sẽ không khô nữa. Cảm ơn em. Dạ. Em hiểu mà. Môi từ nay không khô. Trời. Dễ luôn quá. Tôi nghe ở đâu ngoài kia hú quá trời hú luôn á. Vậy hả? Rồi, rồi, em rồi. Ơi mình có thể hôn cá nữa không em? Một đâu hai đâu em. Bây giờ người bình thường tham gia chương trình là một. Nhưng mà anh này môi khô quá. Có lần thứ nhất và có lần thứ hai. Đúng rồi em. Hôn đi. Hôn đi. Được không? Wow. Ngoài luôn, ngoài luôn hả? Bây giờ rồi. Thì trong không khí rất là vui vẻ này thì chị Tường xin thay mặt chương trình Quốc Việt Food xin gửi tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi gửi tặng đây, cho em. Đây tặng cho em. Gửi tặng cho em. Rồi cảm ơn chị. Chúc may mắn lần sau nha cưng. Và phần quà tiếp theo là mỗi bạn được nhận 1 năm sử dụng nước rửa chén Homey cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tài. Đây, tặng em gái tặng nha. Em cảm ơn. Đây, tặng em luôn, nước rửa chén luôn nha. Và bây giờ thì dành tặng món quà này cho cặp đôi đã thành công. Chúc mừng cho hai bạn ngày hôm nay đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về cùng một hướng với nhau. Xin gửi tặng hai bạn. Đây là nhãn hàng Joy. Hân hạnh được tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy 2 trong 1 miễn phí. Đây. Chưa hết, chưa hết, từ từ. Đây em cảm ơn. Chưa hết đâu, còn nữa nha. Vâng. Hôm nay vì các bạn đã là một cặp cho nên nếu như mà các bạn cố gắng phát triển cái tình yêu này, một khi nào đó các bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và đây, dù cho hôm nay là hai bạn chưa có thành công nhưng mà để khích lệ tinh thần của các bạn, nhãn hàng Joy cũng sẽ tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, xài 1 năm luôn nha. Cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn quý vị khán giả thân mến đã theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Quý vị khán giả thân mến hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube NCV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.